Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên cùng Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên tổ chức. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Giang Thành, giáo viên toán trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Buổi ngày hôm nay thầy sẽ đồng hành cùng các em tiết 1 bài ôn tập nguyên hàm. Như chúng ta đã biết Với yêu cầu tính nguyên hàm của một hàm số cụ thể thì chúng ta thông thường sẽ có 3 hướng đi. Thứ nhất, đó là tính nguyên hàm theo phương pháp cơ bản. Có nghĩa là chúng ta biến đổi trực tiếp nguyên hàm đó và sử dụng kết quả trong bảng nguyên hàm để tìm trực tiếp nguyên hàm. Thứ hai đó là phương pháp đổi biến số. Và thứ ba là phương pháp nguyên hàm từng phần. Và buổi ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập kỹ hơn phương pháp thứ nhất đó là tính nguyên hàm theo phương pháp cơ bản. Nội dung của bài học ngày hôm nay bao gồm thứ nhất đó là yên, ôn tập các kiến thức cơ bản. Thứ hai, các dạng bài tập tính nguyên hàm bằng phương pháp cơ bản sẽ bao gồm tìm nguyên hàm của các hàm số đa thức, hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số chứa căn, tìm nguyên hàm của các hàm hữu tỷ và tìm nguyên hàm của hàm lượng giác chúng ta bắt đầu vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay một ôn tập các kiến thức cơ bản a à, định nghĩa nguyên hàm cho hàm số f nhỏ x xác định trên k với k là một khoảng đoạn hoặc nửa khoảng của tập hợp số thực hàm số f lớn x được gọi là nguyên hàm của hàm số f nhỏ x trên k nếu đạo hàm của hàm f lớn x bằng f nhỏ x với mọi x thuộc K. Từ định nghĩa này chúng ta cũng có thể có cái nhận xét đầu tiên luôn nếu đề bài yêu cầu tìm nguyên hàm của hàm số f nhỏ x trên K có nghĩa là chúng ta đang cần cần phải tìm một hàm số f lớn x mà khi đạo hàm cái hàm số f lớn x ta được hàm f nhỏ x với mọi x thuộc K. B tính chất nguyên hàm của hàm f x dx bằng fx cộng c đạo hàm của nguyên hàm f nhỏ x dx bằng fx nguyên hàm của k nhân với fx dx với k là một số thực khác không sẽ bằng k nhân với nguyên hàm của Fxdx. dx nguyên hàm của fx cộng trừ gx dx sẽ bằng nguyên hàm của Fxdx dx cộng trừ nguyên hàm của Gxdx. dx và chúng ta có một hệ quả mà kết quả của nó sẽ được sử dụng rất nhiều trong buổi ôn tập ngày hôm nay cho nguyên hàm của f nhỏ x dx bằng f lớn x cộng c khi đó nguyên hàm của hàm f nhỏ của ax cộng b dx sẽ bằng 1 trên a nhân với f lớn của ax cộng b cộng hàng số c với a là một số thực khác không Và trên màn hình các em có thể thấy đó là bảng nguyên hàm của các hàm số sơ cấp. Và để tính được nguyên hàm của một hàm số cụ thể thì một yêu cầu đó là các em phải nhớ được bảng nguyên hàm này. 2. Các dạng bài tập tính nguyên hàm bằng phương pháp cơ bản. A. À, tìm nguyên hàm của các hàm số đa thức, hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số chứa căn. Phương pháp giải đó là chúng ta biến đổi đưa về các nguyên hàm cơ bản. Cùng vận dụng lý thuyết chúng ta giải quyết các bài tập số 1. Tính các nguyên hàm sau. A. Nguyên hàm 4x mũ 5 cộng 2x trừ 3 dx. B. Nguyên hàm 3x chữ 1 trên x dx c nguyên hàm 2x 1 cộng với e mũ 3x dx và d nguyên hàm của x nhân với mở ngoặc 3 căn x 2 đóng ngoặc dx chúng ta cùng giải quyết từng ý một ý a đề bài yêu cầu tính nguyên hàm của 4x mũ 5 Cộng 2X trừ 3DX Hàm số dưới dấu nguyên hàm như chúng ta nhận xét Nó là một hàm đa thức Vậy khi đó sử dụng tính chất và công thức trong bảng nguyên hàm Thì chúng ta sẽ tách đa thức này ra Thành các hàm số có thể tính được nguyên hàm Như sau ạ Vậy nguyên hàm Y1 sẽ bằng nguyên hàm của 4X mũ 5DX cộng với nguyên hàm 2x dx trừ đi nguyên hàm 3 dx. Với mỗi nguyên hàm x mũ 5 dx, x dx và dx thì chúng ta đều có sẵn trong bảng nguyên hàm rồi. Khi đó các em sẽ có được kết quả sau bằng 4x mũ 6 trên 6 cộng 2x bình trên 2 trừ đi 3x cộng c. Và rút gọn ta được 2x mũ 6 trên 3 cộng X bình trừ 3X cộng C. Ý B, nguyên hàm của 3X trừ đi 1 trên X, DX. Áp dụng tương tự với cách làm của ý A chúng ta có. Y2 bằng nguyên hàm của 3X, DX trừ đi nguyên hàm của 1 trên X, DX. Và đây đều là các nguyên hàm cơ bản rồi. Chúng ta có thể tính trực tiếp luôn. Y2 bằng 3x bình trên 2 trừ đi loga nepe trị tuyệt đối của x cộng c. Y Nguyên hàm của 2x trừ 1 cộng với em mũ 3x dx áp dụng phương pháp tương tự các ví dụ bên trên chúng ta có y3 bằng nguyên hàm của 2x dx trừ đi nguyên hàm của dx cộng nguyên hàm của e mũ 3x dx với hai nguyên hàm đầu tiên chúng ta có thể tính trực tiếp luôn với nguyên hàm thứ ba này chúng ta có thể sử dụng đến kết quả của hệ quả đó là e mũ ax cộng b nguyên hàm của nó sẽ bằng 1 trên A nhân E mũ AX cộng B với A ở đây bằng 3. Vậy ta có kết quả. Y3 bằng X bình trừ X cộng với 1 phần 3 nhân E mũ 3X cộng C. Nguyên hàm Y4 đó là nguyên hàm của X nhân với mở ngoặc 3 căn X trừ 2 đóng ngoặc để. vậy là hàm số dưới dấu nguyên hàm của chúng ta đang ở dạng tích khi đó chúng ta hoàn toàn có thể khai triển khai triển tích này ra và viết lại dưới dạng lũy thừa với cơ số x và áp dụng các công thức trong bảng nguyên hàm ta sẽ được như sau đây thầy đã nhân khai triển của cái hàm số dưới dấu nguyên hàm và sử dụng tính chất Đến đây chúng ta sẽ đưa về hàm lũy thừa x nhân với căn bằng 2 của x có thể viết lại đó là x mũ mũ 3 phần 2 ạ. Sử dụng bảng nguyên hàm ta sẽ có được kết quả sau. 3 nhân với x mũ 3 phần 2 cộng 1 trên 3 phần 2 cộng 1 trừ đi 2 x bình trên 2 cộng với c. Rút gọn ta được 6 phần 5 nhân x bình căn x trừ đi x bình cộng c. Vậy là qua bốn ý đầu tiên của bài toán số 1 chúng ta đã được ôn tập lại về một số dạng của tính nguyên hàm của các hàm số đa thức, hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số chứa căn. B đó là tìm tìm nguyên hàm của hàm số hữu tỉ. Bài toán tìm nguyên hàm của hàm số phân thức hữu tỉ có dạng px trên qx dx với px và qx là các đa thức. Phương pháp giải của dạng này như sau, chúng ta sẽ phân tích phân tích cái phân thức dưới dấu nguyên hàm tức là px trên qx này thành các phân thức có thể lấy nguyên hàm theo bảng nguyên hàm. Cụ thể, nếu bậc của Tử, tức là px lớn hơn hoặc bằng bậc của mẫu tức là qx thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia đa thức, chúng ta chia px cho qx. Nếu bậc của px mà nhỏ hơn bậc của qx và qx thì có thể tách có thể dạng um, viết được dưới dạng tích của nhiều nhân tử thì ta có thể phân tích thành tổng của nhiều phân thức. Một số trường hợp đồng nhất thức thường gặp ở dạng này Thứ nhất đó là 1 trên AX cộng B nhân CX cộng D Chúng ta thấy rằng ở trên tử là một hàng số, số 1 Và ở dưới mẫu là một đa thức bậc 2 Nhưng đã được viết dưới dạng tích của hai nhị thức bậc nhất Khi đó các em sẽ có được kết quả như sau Nó sẽ bằng 1 trên AD trừ BC Nhân với mở ngoặc A trên AX cộng B trừ C trên CX cộng D và đồng nhất thức thứ hai cũng thường gặp đó là dạng mx cộng n trên ax cộng b chia cx cộng d. Ở đây tử là một đa thức bậc nhất và mẫu là một đa thức bậc hai nhưng đã được viết dưới dạng tích của hai nhị thức bậc nhất. Khi đó phân thức này chúng ta có thể viết dưới dạng a lớn trên a nhỏ x cộng b cộng với B lớn chia cho CX cộng D. Vậy yêu cầu của bài toán trở thành cần tìm hai số thực A lớn và B lớn thỏa mãn cái đẳng thức này. Và để tìm A lớn B lớn thì chúng ta sẽ quy đồng quy đồng ở vế này. Sau đó cùng nhìn ạ, hai mẫu số, hai mẫu thức đã giống nhau rồi. Vậy đồng nhất tử thức ta sẽ được hệ phương trình sau ạ. Hệ số của X trên tử bằng M và hệ số tự do bằng N. Giải hệ phương trình này các em sẽ tìm được A lớn và B lớn. Chúng ta cùng thực hành với bài tập số 2 như sau. Bài số 2 tính các nguyên hàm sau. Y A, nguyên hàm của X bình trừ 2X cộng 2 chia X cộng 1 ý B, nguyên hàm của 11 chữ x trên 2x chữ 1 nhân 3x cộng 2 Để. Chúng ta cùng giải quyết từng ý một. Ý A đề bài yêu cầu ạ, tính nguyên hàm của một hàm phân thức hữu tỉ sau x bình trừ 2x cộng 2 trên x cộng 1 dx. Như nhận xét ở phần lý thuyết của thầy thì chúng ta cùng thấy rằng bậc của tử lớn hơn bậc của mẫu vậy việc đầu tiên chúng ta làm đó là chúng ta chia đa thức thực hiện phép chia đa thức chúng ta chia tử cho mẫu sau khi chia các em sẽ viết lại được nguyên hàm ban đầu thành nguyên hàm của x trừ 3 cộng với 5 trên x cộng 1 dx và đến đây thì các biểu thức dưới dấu nguyên hàm này Các hàm số dưới dấu nguyên hàm này đều là các hàm số có sẵn nguyên hàm cơ bản rồi Và chúng ta được kết quả đó là 1 phần 2 x bình Trừ đi 3x cộng với 5 nhân với loga nepe của trị tuyệt đối x cộng 1 cộng c Ý B yêu cầu tính nguyên hàm của 11 x trên 2x 1 nhân với 3x 2 dx. Nhận xét ạ. Ở đây phân thức chúng ta cần tìm nguyên hàm ở trên tử là một đa thức bậc nhất và ở dưới mẫu là một đa thức bậc 2 nhưng đã được viết dưới dạng tích của hai nhị thức bậc nhất 2x 1 và 3x 2. Khi đó theo như lý thuyết thầy đưa ra thì chúng ta có thể tìm được các hệ hàng số A và B thỏa mãn đó là 11 chữ x trên 2x chữ 1 nhân với 3x cộng 2 bằng A lớn trên 2x chữ 1 cộng với B lớn trên 3x cộng 2 và để tìm được hai số thực AB như trên thỏa mãn đẳng thức trên thì ta sẽ sử dụng phương pháp đồng nhất Đầu tiên chúng ta quy đồng ở vế phải Ta được như sau Sau đó đồng nhất tử thức Ta sẽ được hệ phương trình 3A cộng 2B Bằng chữ 1 Và 2A chữ B Bằng 11 Giải hệ phương trình Ta được cặp số AB A bằng 3 và B bằng chữ 5 Khi đó Nguyên hàm ban đầu chúng ta có thể viết lại thành tính nguyên hàm của 3 tức là A đấy ạ, trên 2x 1 trừ đi 5 B trên 3x cộng 2 và đây đều là các nguyên hàm có sẵn trong bảng nguyên hàm cơ bản rồi ta được kết quả cuối cùng sẽ bằng 3 phần 2 nhân với loga nepe của trị tuyệt đối 2x 1 trừ đi 5 phần 3 nhân loga nepe của trị tuyệt đối 3x cộng 2 cộng với C ở đây chúng ta đã sử dụng đến cái hệ quả đó là nguyên hàm của 1 trên ax cộng b dx sẽ bằng 1 trên a nhân với logarithm nepe của trị tuyệt đối ax cộng b trong trường hợp này a bằng 2 đấy ý c tính nguyên hàm của hàm số lượng giác bài toán 3 tính nguyên hàm ia nguyên hàm của 2 cos x trừ đi 3 nhân với 5 cos x dx. Ý B, tìm nguyên hàm của cos bình 2x dx. Ở ý A, đó là nguyên hàm của 2 cos x trừ đi 3 lần cos 5x dx. Thì chúng ta cùng nhận xét ở trong bảng nguyên hàm thì các nguyên hàm có liên quan tới lượng giác đó là nguyên hàm của sin x, cos x, 1 trên sin bình x và 1 trên cos bình x thì các nguyên hàm cần tìm này đều đã có sẵn hết rồi. Ví dụ ở đây ta có nguyên hàm của cos x thì bằng sin x ạ. Còn nguyên hàm của cos 5x nó có dạng cos của ax cộng b thì nó sẽ bằng 1 phần 5 nhân với sin 5x Khi đó chúng ta có sẵn kết quả luôn. Vậy y1 bằng 2 lần sin x trừ đi 3 phần 5 nhân với sin 5x cộng c. Ý B. Yêu cầu tính nguyên hàm của cốt bình 2x dx. Trong bảng nguyên hàm thì chúng ta không thấy có sẵn dạng nào có dạng cốt bình x dx. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng cách hạ bậc để đưa về cốt bậc nhất. Khi đó chúng ta làm thực hiện như sau ạ. Cốt bình 2x hạ bậc chúng ta sẽ được 1 phần 2 nhân với 1 cộng cốt 4x. Đến đây thì nguyên hàm cần tính đã rất cơ bản rồi. Các em có thể dễ dàng tìm ra được đáp án. Sẽ bằng 1 phần 2 nguyên hàm của 1 là x. Nguyên hàm của cốt 4x thì là 1 phần 4 sin 4x cộng c. Và khai triển chúng ta sẽ được 1 phần 2 x cộng với 1 phần 8 nhân sin 4 x cộng c. Vậy là qua 3 bài tập tự luận trên thì chúng ta cũng đã được nhắc lại về các dạng bài tập tính nguyên hàm bằng phương pháp cơ bản của một số hàm số thường gặp. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần bài tập trắc nghiệm. Câu 1 nguyên hàm của hàm số fx bằng x bình trừ 3x cộng 1 trên x trên khoảng từ 0 tới dương vô cùng là Các em có thể chú ý theo dõi bốn đáp án trên màn hình. Các em cùng suy nghĩ và đưa ra phương án trả lời. Đề bài đã yêu cầu rất cụ thể rồi Đó là yêu cầu tính nguyên hàm của một hàm số fx Có sẵn công thức cụ thể x bình trừ 3x cộng 1 trên x Trên trên khoảng không tới dương vô cùng Nên bây giờ các em sẽ chỉ việc tính nguyên hàm của hàm số f nhỏ x này thôi Ta có nguyên hàm của hàm f nhỏ x sẽ bằng x bị mũ 3 trên 3 trừ đi 3x bình trên 2 cộng với loga nepe của x cộng c. Và đáp án ở đây là đáp án B. Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao ở đây của thầy không có dấu giá trị tuyệt đối, đúng không ạ? Thì các em đọc kỹ đề bài sẽ thấy, đề bài yêu cầu là tìm nguyên hàm của hàm f(x) trên một khoảng xác định cụ thể rồi, đó là khoảng từ 0 tới dương vô cùng. Vậy thì với mọi x lớn hơn 0 thì trị tuyệt đối của x bằng x, nên ở đây Thầy không để dấu trị tuyệt đối nữa. Câu 2. Nếu nguyên hàm của FXDX bằng 1 trên X cộng NPX cộng C thì FX là? Các em cùng suy nghĩ và đưa ra phương án trả lời. Đây sẽ có hướng dẫn ở đây đề bài cho chiếc nguyên hàm của FX dX và yêu cầu tìm tìm cụ thể FX là hàm số nào đúng không ạ Vậy rõ ràng chúng ta có thể sử dụng đến tính chất nếu thầy lấy đạo hàm của vế trái thì thầy sẽ được được FX từ đây chúng ta có thể tìm ra được phương hướng giải đó là chúng ta lấy đạo hàm của hai vế ẩm thức này thì khi đó chúng ta sẽ tìm được cụ thể FX Vậy thì bây giờ quan trọng nhất là các em tính chính xác được đạo hàm của vế, phải. Khi đó, đạo hàm của vế phải ta sẽ được đạo hàm của 1 trên x sẽ bằng trừ 1 trên x bình. Đạo hàm của logan Px x sẽ bằng 1 trên x. Và viết lại ta được x trừ 1 trên x bình. Và như thầy nói, sau khi lấy đạo hàm hai vế thì vế trái ta được fx Vậy đây chính là biểu thức của fx ạ. Và chúng ta được đáp án đúng của câu hỏi số 2 là đáp án D. Câu 3. Tính nguyên hàm của hàm số 1 trên 1 2x dx. Các em cùng theo dõi bốn đáp án trên màn hình. có lẽ câu này không gây nhiều khó khăn cho các bạn. Khi nguyên hàm cần tính của đề bài yêu cầu, nó là một nguyên hàm chúng ta gặp rất thường xuyên trong các bài toán rồi. Ở đây, nguyên hàm có dạng 1 trên AX cộng B DX. Khi đó các em chỉ cần lưu ý, đó là các em phải nhân với 1 trên A, rồi nhân với loga nepe của trị tuyệt đối AX cộng B, tức là phần mẫu số này. Khi đó chúng ta có hướng giải như sau ạ nguyên hàm của 1 trên 1 trừ 2x dx sẽ bằng trừ 1 phần 2 ở đây a bằng trừ 2 ạ. Nhân với logan nepe của trị tuyệt đối 1 2x cộng c. Vậy chúng ta có được đáp án của câu hỏi này là đáp án c. Tiếp theo là câu hỏi số 4. Tính nguyên hàm của hàm số 2x bình trừ 7x cộng 5 tất cả trên x bình dx Các em cùng suy nghĩ và chọn ra phương án trả lời. Chúng ta có một nhận xét như sau, hàm số, hàm số dưới dấu nguyên hàm là một hàm phân thức hữu tỉ đúng không ạ? Và rõ ràng ở đây vì mẫu là đơn thức nên thành thử ra chúng ta hoàn toàn có thể phân phân tích ra thành các phân thức một cách đơn giản. Khi đó, nguyên hàm ban đầu sẽ trở thành bài toán tìm nguyên hàm của 2 trừ đi 7 trên x giúp gọn ạ. À, cộng với 5 trên x bình dx. Và các hàm số dưới dấu nguyên hàm này thì nó đều có trong bảng nguyên hàm cơ bản rồi các em có thể tính ra kết quả 2x trừ đi 7 nhân với log nep trị tuyệt đối của x trừ đi 5 trên x cộng c. Và đáp án đúng của câu hỏi số 4 là đáp án A. Vậy là qua các bài tập tự luận với 3 bài tập tự luận và 4 câu hỏi trắc nghiệm. Thầy hy vọng các em cũng đã được phần nào được củng cố thêm về các tính nguyên hàm bằng phương pháp cơ bản. Và nội dung cần ghi nhớ của bài học ngày hôm nay, đầu tiên đó là bảng nguyên hàm. Thứ hai đó là các dạng bài tập tính nguyên hàm bằng phương pháp cơ bản. Đó là tìm nguyên hàm của các hàm số đa thức, hàm số lũy thừa, hàm số mũ và các hàm số chứa căn. B đó là tìm nguyên hàm của hàm hữu tỉ. Và C đó là tìm nguyên hàm của hàm lượng giác. Thầy đã chuẩn bị cho các em một số bài tập tự luyện. Các em theo dõi trên màn hình. buổi học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của các em xin chào và hẹn gặp lại các em